giá Pcoin chênh lệch quá lớn. Các bạn có thể dễ dàng so sánh được giá của Pcoin tại Việt Nam và thế giới hiện nay đang được định giá chênh lệch nhau quá lớn. Tại Việt Nam, bạn có thể thấy được giá của một Pcoin chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 7-8 nghìn. Trong khi đó, trên CoinMarketCap, giá của một Pi trung bình cũng phải hơn 30 đô la Mỹ. Như vậy, thế giới và Việt Nam, một Pi đang có mức chênh lệch lên đến gần 100 lần. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch giá trị của một Pi lớn đến như vậy? Cần làm rõ, giá Pi tại Việt Nam là giá Pi chợ đen, nhưng mua và bán Pi ở đây sẽ là Pi thật. Pi xịn luôn, Pi này ở trong ví, ở trên trình duyệt Pi Browser luôn các bạn ạ. Còn giá Pi ở trên thế giới là giá Pi trên sàn. Và Pi này được mua bán dưới dạng là IOU. Hiểu một cách nôm na có nghĩa là tôi nợ bạn, hay đó là một cái dạng mua khống bán khống. Các bạn có thể tưởng tượng được rằng nếu mà Pi chợ đen tại Việt Nam có cái mức giá ở trên như CoinMarketCap thì sẽ ra sao hay không? Ôi, tôi chỉ nghĩ đến thế thôi, tôi đã dùng hết cả mình lên rồi.